tự tay trao tặng bà con Long An 20 triệu đồng đón Tết. Hello mọi người, thì vào ngày 13 tháng 1 vừa rồi á, Mẫn và gia đình đã có một chuyến thiện nguyện đi về Long An. Buổi tối 2 giờ khuya mới ngủ mà 6 giờ rưỡi sáng là mình đã tất bật thức dậy để lên xe lên đường nè. Đồng hành cùng Mẫn là có bà ngoại cô Ca nè, cô Ca, anh Cáo nhỏ, anh Phương Ly là đốc BBQ là tài trợ tiền xe di chuyển ngày hôm nay. Cuối cùng là anh Nhân và các thành viên trong Nhân Nguyễn Studio. Chỗ tụi mình đến trao quà hôm nay là ủy ban xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Mẫn may mắn là đã được chị Thái Thị Hồng Đào kết nối Mẫn với ban lãnh đạo của huyện để giúp Mẫn tổ chức một cái buổi trao quà nè. Cô bạn hãy mang tên là yêu thương của những sự giúp viên, xin mọi người cùng lắng nghe ạ. Giữ đây không chỉ là ước, sẽ lấy quên mãi mãi từ đứng từ đâu có trong lòng hoa hoa. Sau khi anh Cáo nhỏ hát văn nghệ xong thì bây giờ người ta sẽ đọc tên các đại biểu. Cáo Hồng Đào, anh Nguyễn Thành, anh Lý Hạ Luân. Mẫn không ngờ là ban lãnh đạo ở đây tổ chức một cái buổi trao quà rất là chỉnh chu luôn, đã vậy còn gửi thư cảm ơn tới mình nữa, vui ơi là vui luôn á. Nhận thư xong đang tính đi xuống thì lại được đọc tên lên phát biểu, ôi đúng xịn. Lúc này run quá phát biểu hơi lắp bắp tí xíu mọi người. Chạy xuống cất thư cảm ơn xong á thì bây giờ Mẫn sẽ lên trao quà tận tay cho bà con. Số tiền hôm nay Mẫn trao là 20 triệu đồng được chia vào 100 bao lì xì, mỗi bao có 200 ngàn đồng. Món quà này á được Mẫn gửi tận tay tới 100 hộ dân luôn. Và để làm rõ tránh những thông tin sai lệch về sau á thì đây là số tiền của cá nhân Mẫn, Mẫn không kêu gọi quyên góp mọi người nhé. Ngoài cái phần quà là tiền mặt Mẫn đóng góp ra thì cũng có những mạnh thường quân khác họ đã tài trợ gạo với lại mì gói cho các hộ dân nè. Sau khi phát xong thì còn dư lại 3 phần quà của 3 hộ vắng mặt Mẫn đã trao lại cho ban lãnh đạo. Xong xuôi thì ban lãnh đạo ở đây đã tổ chức một cái buổi cơm trưa nho nhỏ và mời cả nhà mình tới ăn luôn nè, thiệt là vui luôn á. Tụi mình được tham quan vườn trái cây nè, vườn thanh long rồi nhìn thấy cây đậu đũa bla bla bla. Phải công nhận một điều á là người dân miền Tây rất là hiếu khách và nhiệt tình dễ thương luôn. Ban lãnh đạo ở đây tiếp đãi tụi mình rất là chu đáo và nồng nhiệt. Tụi mình được ăn cháo gà với con gà là gà đi bộ không phải gà công nghiệp nha, rồi thêm cái món tép với lại cá cơm ram lên nữa. Thề luôn, ăn đúng ngon và đúng hợp khẩu vị luôn á. Anh Coca là mê cái món tép ram này dữ lắm luôn. Cái món này đơn giản như vậy thôi chứ ăn siêu bắt cơm luôn nha. Cái vị của nó mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon. Gà đi bộ thì cái thịt nó ngọt mà nó dai nha, chấm với cái muối ớt mà được làm bằng muối hộp á, trời ơi nó đã. Trong bữa ăn á thì ban lãnh đạo chăm sóc nhà mình rất là nhiệt tình luôn. Cảm ơn ban lãnh đạo rất nhiều và đặc biệt đây là cô chủ nhà dễ thương nè. Tất cả những cái đồ ăn mà hôm nay tụi mình ăn á đều do chính tay cô chủ nhà làm luôn á. Cảm ơn cô rất là nhiều. Lúc đầu Mẫn chỉ nghĩ là Mẫn lên đây tặng quà cho người dân sau đó đi về thôi, nhưng mà không ngờ được ban lãnh đạo và người dân ở đây tiếp đón quá nồng nhiệt. Ăn cơm trưa xong xuôi thì chị Thái Thị Hồng Đào lại tiếp tục dắt tụi mình đi ăn bánh xèo Kim Thủy. Chỗ này nghe nói là rất là nổi tiếng ở khu vực này luôn á. Ở đây á người ta có bánh xèo hải sản nè, bánh xèo thập cẩm và bánh xèo thịt. Một cái bánh xèo ở đây rất là chất lượng luôn, được đổ siêu to bự, sau đó người ta rải đậu xanh rồi giá đồ lên nữa. Ngoài bánh xèo ra thì ở đây cũng có bánh khọt luôn nha mọi người. Cô chủ đổ bánh xèo thì siêu chuyên nghiệp, còn cái chị nhân viên bưng bánh xèo cũng rất là chuyên nghiệp. Anh Coca thì cầm điện thoại đi khắp nơi chụp hình. Mẫn cũng lăn xăng xin cô cho đổ thử bánh xèo một lần nè, mà cái bánh xèo nó xấu quá. Mà Coca không biết mốt lớn lên trở thành food review chúng mẹ hay sao mà bây giờ gặp đồ ăn là lấy điện thoại ra chụp hình còn khoe mẹ nữa nè cô chú ơi. Bánh xèo ở đây được chiên giòn nè, cái bột thì béo béo, bên trong có đậu xanh bùi bùi và rất là nhiều nhân luôn, chấm với cái nước mắm chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Số giác. Nhưng mà cá nhân Mẫn, Mẫn lại thích cái món bánh khọt hơn, tại vì nó nhỏ nhỏ dễ ăn. Bánh khọt được đổ to và khá là dày nè. Còn rau xanh ở đây được chú chủ quán nói với Mẫn đó là rau này là nhà tự trồng hết chứ không có mua bên ngoài và không sử dụng thuốc luôn. Và bữa ăn này thì cả đoàn của Mẫn được chị Thái Thị Hồng Đào tài trợ nè. Cảm ơn chị Đào nha.